Mấy to quá. Mấy nhỏ rồi, vậy bộ gắn bự bự vậy thôi. Hello Yuki. Hello. Can I have a beer? Yeah. Hello, các bạn thấy không? Nói chung là khách du lịch ở đây rất là đông. Bữa nay là cái tiệm này là tiệm Sunshine của một bạn người Nhật tên là Sohei, mình có chơi với bạn đó. Mở cái quán bar này chơi ở đây rất là đông và rất là nhiều khách du lịch và người nước ngoài đến đây. Chiều hôm nay họ có một cái party là cái nhạc Jamaica, nhạc kiểu chill buổi chiều á, sunset dành cho ngắm hoàng hôn trên bờ sông. Một tí xíu nữa đây thì ở đây họ có chơi Flyboard. Các bạn biết môn Flyboard không? Là kiểu như là Iron Man bay lên trời á. Đó. Sắp sửa là họ sẽ chơi cái đó, mình sẽ quay cái đó cho các bạn coi. Vô. Anh này là anh sắp sửa chơi flyboard cho mình coi nè.